Đỗ Thị Hà, Kim Duyên lọt vào đề cử vẻ đẹp vượt thời gian 2022. Việt Nam đã vinh dự có hai đại diện góp mặt vào danh sách đề cử, đó là Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Dựa trên việc lựa chọn những người đẹp đã lọt vào vòng bán kết của những cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc tế diễn ra trong năm 2022, như Hoa hậu siêu quốc gia, Hoa hậu trái đất, Hoa hậu thế giới, Hoa hậu quốc tế, Hoa hậu hoàn vũ, vừa qua chuyên trang Misosology đã công bố danh sách top 67. Người đẹp lọt vào đề cử giải thưởng danh tiếng Timeless Beauty vẻ đẹp vượt thời gian 2022. Đặc biệt, trong số những người đẹp trên, Việt Nam vinh dự có hai đại diện góp mặt, đó là Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 năm 19 tuổi, khi còn đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô cao 1.75m, được nhiều người nhận xét có vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười duyên dáng cùng ngoại hình nổi bật. Đỗ Thị Hà là đại diện Việt Nam tham gia chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Miss World 2021. Tại đêm chung kết, Đỗ Thị Hà là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào top 13 Miss World 2021. Đại diện Việt Nam chiến thắng vòng bình chọn hạng mục phụ truyền thông trực tuyến Digital Media Challenge dành cho người có tương tác tốt với fan trên mạng xã hội. Tại Miss World 2021, Đỗ Thị Hà đã đoạt được những thành tích ấn tượng tại các vòng thi phụ trước đó như Top 13 Top Model, Top 27 Top Talent, Top 28 Beauty with a Purpose, Top 16 Head to Head Challenge. Dù không được gọi tên vào top 6 chung cuộc, nhưng thành tích này của Đỗ Thị Hà đã khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng tự hào và hãnh diện với sự cố gắng và nỗ lực hết sức. Mình, của cô, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sinh năm 1995, đoạt danh hiệu Hoa khôi sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, Top 10 Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014. Năm 2019, cô xuất sắc đạt ngôi vị Á hậu một cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tới năm 2021, Kim Duyên xuất sắc lọt top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Đặc biệt, Kim Duyên còn được lựa chọn là người đẹp đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Miss Supranational Hoa hậu siêu quốc gia 2022 diễn ra ở Ba Lan vào tháng 8 năm 2022 và xuất sắc giành giải Á hậu 2. Trước đó, vào năm 2022, Á hậu Kim Duyên đã xuất sắc lọt top 50 của Miss Grand Slam, Hoa hậu của các Hoa hậu. Đây có thể xem là một thành tích vô cùng xuất sắc, làm nức lòng fan hâm mộ của không chỉ hai nàng hậu mà còn của cả cộng đồng sắc fan yêu sắc đẹp, cũng như khẳng định vị thế nhan sắc của Việt Nam trên các đấu trường quốc tế. Timeless Beauty là danh hiệu do Miss Sociology khởi động từ năm 2004, nhưng đến 2010 mới được trao thường niên. Hàng năm, chuyên trang sắc đẹp này sẽ chọn các ứng viên từ 5 cuộc thi Hoa hậu, Miss World, Miss Universe, Miss Supranational, Miss International và Miss Earth. Sau đó, ban giám khảo sẽ đánh giá, chấm điểm qua nhiều vòng để tìm được người chiến thắng. Người đang nắm giữ danh hiệu vẻ đẹp vượt thời gian 2021 là Hoa hậu siêu quốc gia 2021 Chanik Grady. Trước đó, các mỹ nhân như Paulina Vega, Hoa hậu Hoàn vũ 2014, Edima Martinez, Hoa hậu quốc tế 2015, Katriona Gray, Hoa hậu Hoàn vũ 2018, Demi Lehnen-Peter, Hoa hậu Hoàn vũ 2017, Lindsay Caffey, Hoa hậu trái đất 2020, từng được vinh danh vẻ đẹp vượt thời gian.